Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì Tam Giác Mạch lại quay trở lại đây. Sáng hôm nay mưa vẫn rất là to và thời tiết hiện tại vẫn rất là âm u. Tuy nhiên thì mưa không nặng hạt nữa. Và hôm nay thì mấy anh em thợ mới chính thức vào là bắt đầu làm bắn mái tôn đấy mọi người ạ. Hôm qua thì vật liệu mới bắt đầu chuyển lên. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch cũng không thể lên trên này được để chia sẻ tới quý cô bác anh chị trên cái channel của bản thân. Đó. Thứ nhất là lý do là trời mưa, thứ hai là cũng công việc nữa, thì hôm nay mới dành thời gian để tiếp tục quay trở lại. Và thời gian này thì trên này mưa liên tục và không thể nào mà chát được, và cũng phải hết sức là tranh thủ những cái khoảng thời tiết nắng ráo thì mới có thể tiến hành được. Thì sau khi bắn xong tôn thì bà con mới mấy anh em thợ mới đến để chát nốt cái phần bên ngoài. Hôm trước thì là nắng ráo, tuy nhiên thì lại đúng vào cái mấy cái ngày ảnh hưởng của bão số 5, nên ra là mưa đến thời điểm hiện tại. Và bản thân căn nhà của Tam Giác Mạch cũng vậy thôi, cũng đang bị treo bởi vì thời tiết rất là khó chịu. Hôm kia là vận chuyển cái vật liệu này lên đúng không? Ây da. Hôm qua mưa nguyên một ngày và không ai có thể ra khỏi nhà được. Thanh niên hôm trước không đến cùng nữa à? Về rồi à? Hôm trước ấy. Ừ. Về nhà rồi. Nhớ nhà rồi, về rồi. Này nó ẩm ẩm này, điện đóm là cứ phải cẩn thận đấy. Thế trơn lắm nhỉ. Tối chiều lắp cửa. Trơn này là không lắp được rồi. Ừ. Mùi. Thế.
Hy vọng là trong một ngày, một vài ngày tới nữa thì cái thời tiết ở đây nó sẽ ổn định hơn. Và cũng bật mí với quý cô bác anh chị, sau khi mà hoàn thiện căn nhà này, bàn giao xong ấy, thì là lại tiếp tục triển khai căn nhà của em Lầu Mí Xính nữa. Thế nên là cũng rất là mừng, bởi vì lại tiếp tục là căn nhà số 5 và Giang Mạch được triển khai. Phần nhà tắm và nhà vệ sinh này thì sẽ lợp bằng tôn thường để chừa cái mái ra tận hiên thoải mái, để thứ nhất là có chỗ để xe hoặc gì đó. Khả năng trong chiều nay nếu như mà thời tiết không tạnh khô ráo thì sẽ không triển khai bắn tôn được, cái bề mặt tôn nó sẽ rất là trơn, khi mà trèo lên mái thì sẽ khá là nguy hiểm. Này các cháu ở vùng cao lại chuẩn bị đi học buổi chiều đây. Tất cả cái phần mái lợp căn nhà sẽ là tôn lạnh. Còn cái khu vực mà nhà tắm, nhà vệ sinh sẽ bằng tôn thường. Không ổn đâu. Đây là tất cả cửa đây anh. Cửa này đều là cửa đôi hết mọi người ạ, cửa sổ ấy. Và có gông chắn hết. Này mấy lửa lắp xong thì mấy sơn nhỉ? Những cái mối hàn ấy. Tất cả những cái mối ở trên nóc là đều bán sơn hết nhá, để phun sơn hết. Phun lại hết sơn. Ừ. Thì mấy gọi là
phòng han gì. Chuẩn bị vào nhà mới rồi anh mua. Chuẩn bị vào nhà mới rồi. Cái đấy kệ nó cũng được, cắt làm gì? Cái đấy kệ nó cũng được mà. À ừ, đúng rồi. Không tí nữa váng vướng nhỉ. Ui. Tất cả các mối hàn này sau khi mà xong xuôi rồi thì anh em sẽ phun sơn lại, tránh han dịch. Cho sát vào tường luôn em. Dưới. Đấy, rồi. Cho thoải mái ra đi. Bao nhiêu anh mua? Hắn tạt xỉ. Hả? Bê xỉ bê là? Bê xỉ 38. Bê xỉ cái là gì cho cái? 3m28 thì lấy 3m4 đi. Đua ra nhiều vào, đua ra đến tận đây là 3m4, lấy 3m4 nhá. 3m4 thì là hơn 2 tấm. 2 tấm là 3m. Nhờ. Bởi vì 1 tấm là 1m rưỡi mà. Bây giờ đo chiều ngang nữa đi. Chiều bên kia thì vào trong bếp đo cũng được, bởi vì mình trừ ra là được.
3m20 à? Thì lấy xem nào. 4936 nhỉ. Đúng rồi, 4 tấm. 4 tấm nhân 3 tấm là 12 tấm. Mình cứ lấy 15 tấm đi. Đúng không? Đấy. Thì là đi mua đi để lợp luôn đi. Cái phần bếp này thì mình sẽ lợp bằng blo xi măng thôi và cái đòn gỗ. Đây. Lại thổ huyết như sáng nay. Nhiều máu sợ. Thật. Chỗ đúng cái chỗ nhiều máu nứt nữa chứ. Đây là 4 cái máng nước. Mỗi máng là 5 mét đấy nhỉ. Bây giờ xong là bắn tôn thôi. Cái này không mưa là không mưa là xong được từ 2-3 hôm trước rồi. Đợi tí. Bắt thêm đi. Cẩn thận nha, đưa tay nha. Anh thấy nguy hiểm lắm. Chưa làm cái này bao giờ, mình làm mình thấy sợ. Ừ. Cái này sẩy tay một cái thôi là ui. Cứ chủ quan đi, kiểu gì cũng đứt. Có mấy cái găng tay đi xây mà đeo vào. May quá nó lại hứng nắng cho nhỉ. Đúng rồi. Bắn máng chưa à? Cái này tớ lại không làm nên là chả biết. Anh mua thì đang chuẩn bị đo gỗ để mà làm cái đòn tay lợp mái tuần lưu bên bếp. Thật ra thì bên bếp cũng muốn là lợp bằng tôn hoặc là tôn ấy, nhưng mà trong bếp thì còn nấu nướng nhiều lúc là còn khói các thứ nữa, đâm ra là nó cũng sẽ có những cái bất lợi riêng. Không phải cứ ấn mạnh là nó vào đâu. Anh mua chóng mặt không?
Đeo tạm cái găng tay kia vào em. Dưới ba ông trên một ông mà cứ đòi nhanh bằng nhau thì chết. Hai cái máng nước đã bắn xong rồi. Giờ là bắt đầu lập. Bắt đầu bắn cái tôn xốp.
Lệch thì tự bắn thôi. Cái thanh đấy không chắc á. Hình như chưa vào hết thì sao? Vào rồi. Xếp băng chưa? Chỉnh cho băng đi. Rồi. Đi nữa lấy vào bên trên. Hai bên này bằng nhau mà đúng không? Bằng nhau nhưng mà tôn nó mỗi bên khác nhau. Tất nhiên. Sau này cố gắng làm một căn như thế em ạ. Anh gì không chạm 30 đấy. Đúng rồi, sang năm làm một cái. Để chê đâu đừng đếm nào. Cái tôn này nhìn chắc chắn quá. Vẫn gãy đấy em ạ. Nó không như tôn thường đúng không? Nếu mà nó giống tôn thường thì còn gọi gì là tôn lạnh nữa. Đúng rồi. Đoạn dưới mình đua ra bằng cái ống nước là được mà.
đấy vào đấy thêm hết chỗ này.